trăm luân, cuộc sống đâu dễ tầm an lành. Đừng để ích kỷ tranh giành hằng thù hoang loạn tan tành. Người ơi, hãy tìm chân lý sáng ngời, muốn sống vui đời phải tìm minh sư. Đời người như giấc mộng hư vô, muốn sống ý nghĩa phải tìm có trí huệ mình. Biết chia có mau niềm bằng yêu thương đồng loại thản nhiên, phải tìm giải thoát. Trăm luân cuộc sống đâu dễ tầm an lành. Đừng để ích kỷ tranh giành hằng thù hoang loạn tan tành. Người ơi, hãy tìm chân lý. Ok, thiền được không? Tốt không? Tốt ha. Ok, thôi quý vị gắn thiền ha, tranh thủ gắn ngồi cho thiền nhiều để tâm hồn mình nó thoải mái hơn, tâm trí mình nó bình an hơn một chút. Ngày thiền thất là một là sự vĩ đại và ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của mình đó. Quý vị thấy vậy, nhưng mà ngày trọng đại nhất trong tâm linh. Quý vị không biết là ở thế giới bên kia là thôi, nhiều thế giới tâm linh mà muốn họ có một vị minh sư đến thế giới của họ, họ mừng lắm. Họ mở một cái khán đài liền. Họ mở khán đài, họ sẽ quy tụ tất cả những chúng sanh ở cảnh giới của họ, tuy gần thấp, nhưng mà họ mở những cái đó, mỗi khán đài vô cùng đẹp. Không cần phải là trời ơi, làm cả mấy tháng trời phải không? Làm còn chết luôn ở bên đó. Ở thế giới bên kia là ở cõi trên á, thường thường muốn làm một khán đài như vậy dễ lắm, mau lắm, nó có một cái đội làm riêng. Một vị thầy muốn được một vị minh sư bắt đầu đến rồi đó, là làm gì? Là bắt đầu sẽ thuyết giảng cho những người chúng sanh nơi đó ha, là có một cái đội riêng, họ sẽ phóng những cái hào quang đến trên một cung trời xa xăm nào đó, rộng mênh mông không bờ không bến. Rồi cái ánh sáng đó tự nhiên nó sẽ từ từ nó sẽ nhỏ, nó sẽ tạo ra, nó sẽ tụ lại, nó tạo ra nguyên một khán đài đẹp vô cùng long lanh. Rồi xong rồi có một đội thiên thần, một đội thánh nhân bắt đầu cái phóng hào quang đến, phóng hào quang lên làm cho cái khán đài nó lung linh đẹp vô cùng, đẹp lắm, bởi vì không tưởng tượng được. Rồi vị minh sư bắt đầu xuất hiện nơi chỗ đó, xuất hiện trên cái khán đài đó, bắt đầu nói chuyện không cần cái microphone này, hiểu chưa? Chỉ nói thôi, là bắt đầu tất cả những chúng sanh nơi đó, có người thì cởi rồng đến, có người thì cởi hoa sen đến, có người thì cởi mây đến, hằng hà không bao giờ thấy biên giới. Quý vị hiểu không? Là vậy đó. Họ cũng dự thiền như mình đây, họ cũng thiền, họ đến họ cũng thiền, nhưng mà thế giới của họ lâu lâu mới có minh sư đến một lần, không phải lúc nào cũng đến hết trơn đâu. Lâu lâu vậy, có khi cả ngàn năm mới đến một lần, hay là cả mấy trăm năm gì đó mới đến một lần vậy. Mà một lần thuyết giảng của họ là thôi, cả
cả cái thế giới của họ đều nghe được hết, đều gọi là đều nhận thức được hết. Cho nên rằng là gì, chúng sanh nơi đó cái trình độ họ cao, thấy không? Nhưng mà không phải lúc nào của minh sư cũng đến cả, lâu lâu mới đến một lần, mà lâu lâu họ làm cái khán đài đó, rồi xong rồi bắt đầu họ mới dùng, sau khi minh sư lập tức đi rồi đó, là họ dùng những cái gì, những cái tha lực tu hành của họ đó, họ bao phủ cái khán đài đó lại, hiểu chưa? Giữ lại nơi đó, bắt đầu những cái âm thanh mà của minh sư á, thuyết giảng đó, nó cứ văng vẳng nơi đó hoài, không bao giờ ngừng, nó cứ truyền hoài, truyền hoài, giống như mỗi ngày minh sư đều thuyết giảng vậy đó. Mỗi ngày đều vậy, minh sư đều thuyết giảng từ trong cái khán đài đó mà phóng ra cái tiếng nói của ngài, tiếng nói của ngài cứ phóng ra hoài vậy. Hình dáng của ngài luôn luôn lúc nào cũng ở trên khán đài cả, tuy rằng ngài đã đi rồi, giống như họ chụp lại vậy đó. Họ dùng một kỹ thuật của khoa học thăng tiến mà khoa học thế gian của chúng ta, trái đất này không bao giờ có. Giống như họ quay trở lại đó, họ quay trở lại mà thế gian chúng ta khoa học chưa bao giờ dỡ đến. Quý vị hiểu không? Nó là vậy. Sư phụ nói với quý vị giống như là con thiên nga mà nó nói với con cóc. Nó diễn đạt chứ. Thiên nga mà nó diễn đạt ở ngoài biển làm sao đẹp như thế nào. Con cóc nằm trong hồ cục cạc. Cái hồ bự gì mà có cái nào lớn hơn cái này nữa hay không? Quý vị hiểu chưa? Là vậy. Cho nên là vậy, cái những thế giới của nó vô cùng đẹp là vậy. Họ giữ hoài, họ thâu lợi bằng cái kỹ xảo, bằng kỹ thuật, nền khoa học của họ vô cùng gọi là cao, không bao giờ gọi là nhỏ nhỏ giống như mình đâu. Mà con người của họ luôn luôn ai cũng đều có hào quang cả, ai cũng có hào quang hết. Người của họ ai cũng có hào quang, mà họ đi đến bằng hoa sen, hay là họ đi đến bằng rồng, hay là bằng mây vậy đó. Những đó là cảnh giới thấp thấp thôi, nghe không? Thấp thấp thôi, gần gần cái thế giới của mình đây đó. Mà người của họ vô cùng đẹp, những người nữ ở đó vô cùng đẹp, đẹp lắm. Người đàn ông trên nhân gian mình mà thấy họ chắc chết hết á, chết liền tức khắc. Kiểu này là chết hết tu được. Kiểu ơi sao rồi thôi, xong luôn rồi sư phụ ơi. Thấy không? Thấy một cô rồi cái là thôi, cảm ơn Thượng Đế an bài cho con. Cho nên thế giới của họ là vậy. Nó cao hơn những cảnh giới Atula, cao hơn những cảnh giới Atula một chút. Cho nên thế giới của họ vô cùng thâm sâu là vậy. Người của họ vô cùng hiền lành, nhưng mà lâu lâu mới đến một lần. Giống như cái ngày thiền thất như vậy, ở đây sư phụ nói chuyện, họ cũng vẫn thâu được như thường. Họ cũng vẫn dựng một cái khán đài lộng lẫy trăm ngàn lần cái này nữa. Ở cái hóa thân của sư phụ đến đó cũng thuyết giảng y như vậy đó. Sư phụ ngồi làm sao, trên kia họ làm y chang. Quý vị hiểu chưa? Là vậy. Còn mình ở đây, người nào nó ngồi, ta ngồi đẹp đẽ đàng hoàng, hào quang sáng lò. Còn mình ở đây ngồi gật lên gật xuống. Khi sư phụ về đó thấy họ ngồi trang nghiêm, gọi là thoải mái, hào quang sáng lò, thấy mắt ham à, thấy mà cũng ham. Còn về thế giới mình thấy quý vị ngồi thấy mắt chán. Nhưng mà không sao, thôi kệ. Nhưng mà thế giới của mình thì học nhanh hơn họ. Bởi vì quý vị có sống ở thế giới mình có nhiều cái sự gọi là hỷ nộ ái lạc, có nhiều cái sự khắc nghiệt đau buồn vậy đó, có những cái nghiệp chướng. Cho nên rằng gì, quý vị tu hành nhanh hơn, còn họ thì gì, tu hành chậm hơn. Thí dụ sư phụ nói chuyện gì, quý vị nhận công đức và phước báo nhiều hơn họ. Quý vị, sư phụ nói ra một tiếng đồng hồ, quý vị có thể nhận được muôn vàn những công đức và phước báo. Còn họ cũng có, nhưng mà họ ít hơn, họ chỉ 50% thôi. Cái sự thu nhận của họ nó thấp hơn của quý vị. Còn quý vị thì rất là nhiều. Bởi vì quý vị gọi là mang thân xác của con người, cho nên quý vị nhận nhiều. Bởi vì quý vị đã chịu khổ, chịu cực và tranh đấu với cái đầu óc này,
cho nên quý vị nhận nhiều hơn họ và công đức của mình nhiều hơn họ. Quý vị hiểu sư phụ nói không? Tại vì nó có khác biệt là vậy. Có nhiều vị thánh nhân ở trên kia muốn xuống làm người để mà tu, để mà cộng tu, để mà gì? Làm một con người cộng tu gì mà sư phụ nó thôi dẹp đi đừng xuống. Xuống rồi chưa chắc gì mà gì tu được đâu. Bởi vì ông xuống rồi ông đem theo công đức và phước báo. Ông sống trong sự giàu có, vinh hoa phú quý. Ông đem theo công đức phước báo, ông đến đây rồi ông làm một người thanh niên đẹp đẽ, trang nghiêm, lịch sự, lịch lãm vân vân. Ông sẽ không bao giờ tu được. Bao nhiêu cô gái nó đeo ông sao ông tu? Ông nói với sư phụ thì thôi xuống làm người nghèo. Sư nói làm người nghèo không có tiền để tiền tắc. Lo đi làm không kiếm ăn cái miệng này không cũng khó nữa. Rồi cái kêu bằng cái gì? Sư phụ nói sao ông nói thì thôi kiếm làm người chung chung, vừa đủ ăn vừa đủ xài. Thế sư phụ nói được, đủ ăn đủ xài mà không có dư để đi tiền tắc. Cái ông nói vậy bây giờ phải làm sao? Cái sư phụ nói ở lại chứ làm sao. Khỏi cần đi đâu hết, đi chi cho nó khổ. Bây giờ ta già rồi, nhà ngươi xuống bây giờ ngươi mắc bao lâu? 20 năm sau, 20 năm sau ta về hưu rồi. Quý vị thấy chưa? Cho nên là gì? Họ cũng mong xuống lắm, họ thấy quý vị thiền gì là họ thèm nhiễu nước miếng. Họ thấy quý vị tu họ thèm nhiễu nước miếng. Bởi vì một ngày quý vị tu bằng họ tu trăm năm. 10 năm tu hành của họ bằng quý vị ngồi thiền một giờ ở đó, ở chánh điện này mà thôi. Quý vị thấy công đức quý vị như thế nào không? Quý vị thấy bình thường đó, rồi mình cứ ngồi gì thôi. Có bà thì nãy sư phụ nghe có ông ngồi cái kiểu đây. Còn ông nữa, sư phụ cũng ngại ngại. Bởi vì cái nhà này mới xây thằng lần chưa có xuống nữa. Mới xây thằng lần nó chưa có lên đấy chứ, vài tháng sau là thằng lần nợ một đống. Đông Nam Á mình cũng không biết làm sao, xài chuyện gì xảy ra. Cái gì thiền gì đâu mà ngước lên chỗ này vậy? Bộ hứng nước cam lồ sao hả? Cho nên là gì, mình phải thiền phải trang nghiêm một chút xíu coi. Vì đó mà vẫn có công đức và phước báo. Vì đó mà quý vị làm ngồi thiền như vậy đó mà cái vần cái gì, mấy vị thánh nhân họ thèm nhiễu nước miếng. Sư phụ nói với họ, trời ơi nó ngồi kiểu gì đâu, kiểu này tao chán chết. Trời ơi bạch minh sư ơi, nó ngồi kiểu nào con cũng thấy họ công đức nó đến ào ào như là thác đổ. Sư phụ ơi, tao thấy họ kiểu này không à? Nói vậy mà cũng có nữa, còn con ngồi muốn chết ở trên kia mà không có được bao nhiêu. Quý vị hiểu sư phụ nói không? Là đây, còn quý vị ngồi ở đây, người thì kiểu này, người thì kiểu kia. Vậy đó mà công đức vô lượng. Còn mà họ thiền khi cả ngày vậy, đạt được một chút xíu mà thôi. Bởi vì trên kia nó vô cùng sung sướng. Nó sung sướng dữ lắm. Kêu bằng không bao giờ có khổ, không bao giờ có bệnh, có đau, không bao giờ họ phải là bệnh đau gì cả. Cho nên cái sự thu nhận của họ nó ít hơn. Còn quý vị ở đây, mình ngồi thiền cái mình đau mình nhất đó, cái mình gắng cố gắng mình ngồi. Mình đau mình nhất là mình cũng phải gắng cố gắng mình ngồi. Thậm chí mình đau mình chịu đựng đi nữa đi á. Đây là một cái gì? Cái sự thành tâm của mình đó. Cái thành tâm này nó là một sức lực phi phàm. Nó là một phép màu vĩ đại mà nó có thể giúp ích cho mình. Quý vị hiểu không? Nó nhận thức được rất là nhiều. Cho nên có thân người quý là vậy đó. Nhưng mà cũng khổ bởi vì có thân người chịu đựng đủ thứ trăm bề. Có nhiều vị thánh nhân nói bạch sư phụ, xin sư phụ cho con xuống đi, xuống một nhà đồng tu nào đó, rồi con tu, và con xuống nhà nào cũng được hết. Thì con 20 năm sau con sư phụ đến truyền tâm ấn cho con, hoặc là mười mấy năm sau ngày đến nghe không? Tôi nói ta đâu có biết đâu, thôi đừng có xuống, khổ lắm. Nhà ngươi ở cảnh giới này công đức nhà ngươi có, nhà ngươi xuống rồi nhà ngươi sẽ làm một xuống trong một gia đình giàu có, thấy chưa? Còn có biện tài vô ngại nữa, thao thao những kinh điển nữa, rồi có thể gì là một nhà học hành giỏi, hay có trí thức nữa. Lúc đó ta nói nhà ngươi không có nghe đâu. Bởi vì tại sao vậy?
thì ngươi không còn nhớ ta nữa. Và trả lời sư phụ, vậy con sẽ lấy cái bộ nhớ của con đem theo để con nhớ sư phụ. Nó cũng không được. Nếu nhà ngươi lấy bộ nhớ nhà ngươi đem theo, nhà ngươi xuống đây nhà ngươi nhớ, nhà ngươi sống không nổi. Bởi vì nhà ngươi sẽ thấy một thế giới ô trược, chưa thấy một thế giới đau khổ, rồi nhà ngươi sẽ buồn. Buồn xong nhà ngươi sống không nổi. Quý vị hiểu sư phụ nói không? Rồi từ cái lúc mà nhà ngươi chưa gặp ta thì nhà ngươi sẽ đau khổ hoài. Càng đau khổ thì lúc đó càng tu không được nữa. Quý vị hiểu không? Rồi tu không được bởi vì đau khổ quá rồi tu không nổi. Vậy, cho nên thôi đừng có xuống gì mà kèo này cho sư phụ. Sư phụ nói không, con xuống con sẽ khổ dữ lắm. Bởi vì nhân gian này nó là một cạm bẫy. Con xuống rồi con sẽ nhập gia tỳ tục với cái thế giới của người ta. Thế giới ma dương này nó sẽ đưa con vào một cái cảnh gọi là hỷ nộ ái lạc này. Con đem theo phước báo rồi nó cho con thêm nữa. Nó năng bóc mình, nó vuốt ve con nữa. Nó muốn con ở thêm ở đây lâu dài hơn, cần gia thân. Quý vị hiểu sư phụ nói không? Cho nên mình quý vị làm thân người quý lắm, vô cùng quý. Cho nên gắng tu là vậy. Thì gắng thiền đi, một giờ quý vị thiền ở đây công đức vô lượng vô biên. Quý vị hiểu sư phụ nó ha. Nên gắng cố gắng cởi, cứ chịu đựng ngồi đây đi, cứ ngồi đi bằng lòng và bằng lòng đi. Cho nên mình đang thân người này vô cùng khó là vậy, đủ thứ trăm bề khó khăn cho mình cả, nhưng mình tu hành nó tốt. Cho nên gắng quý ha, thân người khó đặng, Phật pháp khó tìm, minh sư càng khó gặp hơn nữa. Cho nên quý vị đã có rồi thì gắng cố gắng gìn giữ cho mình. Gắng cố gắng tu hành cho nhiều, thiền cho nhiều, mình sẽ nhận được muôn ngàn những lực lượng này. Sau khi trang cuối cuộc đời của mình khép lại, mình đi về với thế giới giải thoát của mình. Không còn vướng bận ở cõi nhân gian này, không còn vướng bận những sự ô trược và khắc nghiệt ở cõi hồng trần này. Giờ có giàu bao nhiêu, có khổ bao nhiêu, có sướng bao nhiêu, cũng 100 năm một kiếp con người mà thôi. Thôi thì mình gắng cố gắng, mình thiền, mình tu. Mình chết đi rồi chẳng đem theo được món gì, chỉ hai bàn tay trắng mà thôi. Quý vị hiểu chưa? Không nắm được bất cứ điều gì, chỉ hai bàn tay trắng, không có được cái gì trong tay mình cả. Hiểu chưa? Nhưng vậy mà con người vẫn mong muốn nó đây. Hiểu chưa? Luôn luôn mình chỉ đem theo cái gì? Cái trí huệ này thôi. Luôn thun lúc nào mình cũng tập trung vào đây. Quý vị tập trung vào đây, đây là một cánh cửa để cho mình đi về đó. Một thế giới giải thoát của mình. Chứ chết rồi không cần gì cả, chỉ lột ra lớp áo này thôi. Bữa nay áo vàng, ngày mai áo đỏ gì thôi, áo xanh gì thôi. Cho nên không có cái gì cho mình phải bám biếu cả. Thiền định là một món ăn tinh thần bổ nhất. Luôn cả cái nhục thể này mà luôn cả cái tâm linh bên trong của chúng ta. Một viên thuốc gọi là chữa bá bệnh, đó là thiền. Ok, rồi vậy thôi ha. Thôi thì chưa để cho quý vị đi ăn cơm ha. Kính bạch minh sư, hôm đầu tiên khánh thành cắt băng khánh thành ngôi địa chánh điện thất đây, chánh điện đây thì chiều thầy có sư phụ có xoa đầu cho con, tự nhiên người con nâng lâng lên. Và chiều hôm đó con được nhìn thấy tất cả ở cái hàng trên cùng này toàn các vị thánh nhân ngồi xếp hàng chéo chéo như này. Bên này hai bên rất là nhiều cùng dự thiền thất. Và buổi hôm sau là 4 giờ sáng con lên đây để thiền thất thì con được nhìn thấy coi như tất cả bao nhiêu là thánh nhân ở thánh điện đẹp lung linh, mà có thức phụ là chúng giả pháp và cũng hòa đồng vui vẻ tin như là chúng con ở đây. Nhưng thánh điện đó đẹp lắm và người đó đẹp lắm. Con được nhìn thấy, con xin sư phụ ra cho tất cả đồng vui chúng con. Giống gì hả? Ok, có chứ. Quý vị cũng đều có như nhau cả. Nhưng bởi vì quý vị mang thân xác con người, quý vị không thấy nó, mình không cảm nhận nó. Bởi vì thân xác con người của mình có những cái nghiệp chướng. Vậy đó, có nghiệp chướng vô đây, cho nên quý vị mang thân xác con người, quý vị cảm thấy mệt mỏi, đau nhất. Quý vị không có hưởng thụ nó thôi. Nhưng quý vị cũng có nó như thường. Quý vị hiểu sư phụ nó không? Cũng có nó. Giống như quý vị thấy không? Quý vị có một cái cảnh gia đình vô cùng đầm ấm. Thấy chưa?
Và vì có một mái gia, một mái ấm gia đình, nhà cửa, có một người chồng gọi là chung thủy, vân vân. Nhưng mà đôi khi quý vị bận biểu, cũng bận biểu, quý vị không có thưởng thức, không có thưởng thức với cái cuộc sống gia đình của mình, cho nên mình không có nhận được thôi, quý vị không biết cách đó. Cái hiểu chưa? Thì cũng giống như vậy, quý vị đến đây rồi tất cả đều cũng giống như họ vậy. Họ cũng gọi là dự thiền thất giống như quý vị vậy thôi. Những bậc thánh nhân đó họ đến họ dự thiền thất, nhưng mà họ, sư phụ gia trì cho quý vị bao nhiêu thì sư phụ gia trì cho họ cũng bao nhiêu. Nhưng mà họ nhận được sức gia trì thì họ vô cùng sung sướng, họ hưởng trọn vẹn. Còn quý vị có sức gia trì thì quý vị đều là đều giữ lại cho mình, nhưng không có nhận được 100%. Giống như cô cũng nhận được sức gia trì đó, nhưng cả cô cảm thấy lăng lăng mà thôi. Bởi vì cô còn một cái thân xác con người, nó chặn lợi bớt rồi. Cô hiểu chưa? Nó cũng vẫn có 100%, nhưng mà cô không có hưởng được 100%. Cô không có gọi là mình còn cái tâm trí con người và mình còn cái đầu óc con người này. Cô hiểu chưa? Còn đầu óc con người với tâm trí con người, mình không có nhận được 100% cái này, nhưng mình cũng nhận được 1-2-3% này. Cô hiểu chưa? Nhưng hoàn toàn đó đều là nằm bên trong của mình cả. Còn những bậc thánh nhân đó, họ đã không có thân xác con người, nhưng mà họ đều có những cái, họ có bao nhiêu thì họ hưởng hết bao nhiêu. Họ chỉ là hưởng thụ cái lực lượng và sức gia trì của sư phụ. Cô hiểu ha? Cho nên quý vị thấy họ đẹp, họ vô cùng đẹp, có ánh sáng vân vân. Bây giờ họ không có thân xác con người, nhưng sức gia trì của sư phụ đến bao nhiêu thì họ có bao nhiêu. Họ phát ra liền, họ hưởng thụ liền. Còn quý vị thì bị cái sự ngăn chặn bởi cái nhục thể và những cái thế giới con người của mình đây. Có hiểu ha? Nhưng mà nó cũng giống y như nhau, không có gì khác cả. Ok, biết rồi ha. Okay. Còn ai nữa không? Tiếp đi. Bạch sư phụ tôn kính của con. Con đồng tu Campuchia. Con ở nhà con ngồi thiền đó. Khi con quá ánh sáng á, cái miệng con á cứ tỉm tỉm cười mà cái mùi trầm bay ngào ngạt. Con cũng muốn cho sư phụ khai thị với ngày 25 tới thiền thường thiền tới thiền thất này nè. Con cũng ngồi ở chỗ liều của con cũng như vậy, cũng là con nhắm mắt lại cái miệng con nó cười hoài mà con không có thể mà nín được, cũng như là nó mỉm mỉm cười vậy đó. Rồi mùi trầm cũng bay ngào ngạt như là ở nhà con gì. Ok. Không, đó là điều tốt cho con. Đó là điều tốt. Đôi khi lần là mình thì nãy sư phụ có nói đó, mình cảm giác được cái sự vô cùng thoải mái bên trong mình, nó vô cùng an lạc đó. Những cái sức lực thiền thất này, những cái sự cái sức gia trì của cái buổi thiền thất, có hiểu không? Cũng có y như cái mùi trầm y như tất cả những vị thánh nhân trong tâm linh mà thôi, họ cũng đến đây vậy. Nhưng mà bởi vì mình có cái sự cản trở một phần nhỏ của cái nhục thể này, cho nên mình không có hưởng được trọn vẹn mà thôi. Có hiểu ha? Nó là vậy đó. Ok. Bộ DVD 224 Holy Baba Sakya Randi, khóa bế quan thiên liêng mang tên vị sư tổ thứ hai, được Bishu Ruma tổ chức tại thiền đường Lào, đất nước Lào, nhân dịp Tết Nguyên Tiêu Mậu Tuất 2018, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 3 năm 2018. Sức gia không phải là con đường buồn, luôn luôn thanh nhàn là con đường hạnh phúc, là con đường vinh quang và muôn vàng khó nhọc, nhưng trải dài niềm vui bên trong hạnh phúc vĩnh hằng. Sức gia là đi trên con đường
quá độ chúng sanh. Thanh thản cõi lòng tự do, một đời dài thoát thông dong cõi thiền, luôn an vui mang tôm thoát ly bề khổ, vâng thuần trẻ thơ tâm trí an nhàn. Đường xuất gia là đường thay đổi, văn minh đời mình nương thấm cà sa ru ma, chuyện quá vô minh thành khai ngộ. Con đường buồn luôn luôn thanh nhàn, là con đường hạnh phúc, là con đường vinh quang và muôn vàng khó nhọc, nhưng trải dài niềm vui bên trong hạnh phúc vĩnh hằng. Xuất gia là đi trên con đường quá độ chúng sanh, thanh thản cõi lòng tự do, một đời dài khó thông dong cõi thiền, luôn an vui mang tôm thoát ly bề khổ, đơn thuần trẻ thơ tâm trí an nhàn. Đường xuất gia là đường thay đổi, văn minh đời mình nương tấm cà sa ru ma, chuyện quá vô minh thành khai ngộ. Con đường quá độ chúng sanh, thanh thản cõi lòng tự do, một đời dài thoát thông dong cõi thiền, luôn an vui mang tôm thoát ly bề khổ, đơn thuần trẻ thơ tâm trí an nhàn. Đường xuất gia là đường thay đổi, văn minh đời mình nương tấm cà sa ru ma, quá vô minh thành khai ngôn.